Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, giờ này của tôi là khoảng chừng 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Hơn 24 tiếng rồi tôi chưa có làm clip là vì tôi mất ngủ. Mất ngủ thì quý vị xem clip vừa rồi đó, là ông cụ nhân gọi cho tôi làm cho tôi mất ngủ, tôi giận rồi vậy, rồi tôi phải ngủ. Rồi tự nhiên cái tôi đang ngủ trưa thì chưa ngủ xong á thì chú Cung nó với Nam Hùng lên tới cống cho tôi sáu em ghệ. Sáu em ghệ thì tôi tính rằng là tôi để đó, nhưng mà rồi thì quý vị đã biết rồi, ghẹ mà để nó chết là không có ngon. Nên rồi tôi hấp các em ghệ lên. Rồi tôi nghĩ đến ông Nam Sơn. Rồi cuối cùng rồi tôi cũng phải làm cho cua rang muối đàng hoàng. Để tôi gửi đến ông anh của tôi, đó là nói thiệt với quý vị ha. Và từ cái khi mà từ nhà của ông Nam Sơn về nhà của tôi á, thì tôi gặp những cái cựu chiến binh của Hoa Kỳ cầm những cái bảng và Việt Nam vét xong rồi xin tiền như thế nào, tôi sẽ kể clip sau đi, bây giờ chưa kể được không. Bây giờ đó là cái chuyện thứ nhất. Bây giờ quý vị xin hãy xem, như tôi đã nói hồi nãy là tôi nói rằng là xem mấy clip về các em ghẻ hôm qua mà chú Cung nó và chú Nam Hùng nó cống cho tôi. Mấy em này dữ thiệt. Những cái phần cuối á, là làm cua rang muối á, thì tôi không có thâu vì lý do nó đã nhiều quá trời rồi, không? Kính thưa tất cả quý vị khán giả, hôm nay đừ quá, tại vì tối hôm qua không có ngủ cho nên tôi ngủ trưa. Ngủ trưa thì tôi không biết sao có ai giọng cửa rầm 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 rầm, tôi cũng chưa ngủ. Thì có người la lớn lắm, mở cửa, mở cửa. Nhảy ra thì mở cửa thấy chú Cung nó cũng từ làng chài lên. Nghe nói ông Hùng nói về ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước thích số 6. Cho nên nó nói là nó dâng cúng 6 em ghẹ cho tôi. Một mình của tôi mà ăn 6 em ghẹ này, thưa quý vị, chết tôi rồi. Tôi buồn ngủ thức cái nội tôi, nhưng mà tôi cũng phải làm thôi. Thứ nhất, cảm ơn chú Cung đó. Thứ hai, cảm ơn Nam Hùng. Thứ ba là cái 6 em ghẹ này, chắc tôi gọi ông Nam Sơn của hôm qua không? Và thưa quý vị, 6 em ghẹ nó còn mạnh lắm. Cái em ghẹ nó còn mạnh lắm, thấy cái mặt nó nó hung dữ dễ sợ luôn. Cái em này, cái em này nó dữ thiệt, nó dữ thiệt á. Em ghẹ này như vậy nó ngon, cái cha tôi nó mạnh thiệt là nó dữ vậy là nó ngon lắm, nó còn khỏe thiệt cái em ghẹ này. Ôi giời ơi. Cái em mạnh có thiệt ơi, mấy em mạnh thiệt. Một cái là tay á, cái em này nó mạnh lắm. Ôi, nó mạnh thiệt. Ơi chú Cung ơi, anh đâu có ấy, nhưng hôm nay là em là thương anh, làm anh thấy phải chút nữa phải làm clip và gửi quý khán giả, mà tại vì cái lòng tốt của em thiệt nó mạnh rồi. Ôi giời ơi, hấp nó lên là nó mạnh quá nè. Em nào em lấy một ăn một em này không được chết, một người mà ăn một em này không được đủ, là đủ no rồi. Ôi giời ơi,
Xem đợi tôi chút xíu. Và thưa quý vị, đó là sáu em ghẹ này tôi phải bỏ trong cái nồi tôi hấp liền. Nó bự lắm, nó bự dễ sợ luôn, sao cái nồi này còn chịu không nổi nó nữa. Nhưng mà coi quý vị xem nè, mấy sáu em nè, cái mấy cái em này nó dữ lắm, bây giờ nó dữ dễ sợ luôn không? Đó, nó mà kẹp cái này cái là đứt luôn. Để xem thử coi cái đứa nào mà nó hư á, tôi bỏ vô tôi kẹp cho nó kẹp cái nó có thể đứt không. Tôi thì không có hư nên tôi không có sợ. Nó dữ thiệt chứ. Thôi coi thử đứa nào nó hư. Đứa nào mà hư á, cả chớn cho hùng đưa vô là đưa cho nó kẹp cho một cái xem mà nó đứt không, nó đứt liền chứ đừng có lộn xộn. Để gọn năm trên cái. Bây giờ tao phải hấp lên cái đã, tao phải gọn đông sơi cho nó chín luôn cái đã, tính luôn. Sáu em này tôi ăn đâu có hết được. Thưa quý vị đã xem thấy là mấy em ghẻ nó như vậy đó phải không? Thế bây giờ đó là có mấy người xem clip là ghiền má, là má ghiền là miếng gà phải không? Rồi còn ghiền cha là gà chiên phải không? Cánh gà chiên nước mắm. Rồi có người nói là chứ thôi bây giờ anh Hùng làm ghiền em đi. Ghiền em là như thế nào? Ây, tam ghiền. Bây giờ cái ghiền em, em thì nó phải là âm dương hòa hợp. Âm dương hòa hợp. Tôi cũng lang thang nhiều nơi trên thế giới lắm rồi thưa quý vị. Tôi lang thang ở dưới Nam Mỹ, rồi dưới Trung Mỹ, rồi bên Trung Quốc, rồi bên đủ hết nhiều chuyện rồi, không? Nhà tôi biết cái nhiều món, nghe bây giờ cái món là cái món ghiền em. Đố quý vị biết cái món là ghiền em là cái món như thế nào? Nó phải là âm dương hòa hợp. Âm thì nó phải là âm, mà dương thì nó phải là dương, mà nó hòa hợp lại với nhau thì mới ghiền được là ghiền em. Thì tôi nhớ câu chuyện ở bên Quảng Châu có cái quán phở Việt Nam mà họ làm mỗi ngày chỉ 1,000 tô thôi, 1,000 tô phở, và họ đứng xếp hàng rất là nhiều dài, tức 1,000 tô phở thôi thưa quý vị, không? Nhưng mà tôi có những người bạn nói là chứ anh Hùng ơi, anh Hùng giỏi các món lắm, bây giờ đó là thôi bây giờ hợp tác với em làm một số món. Nào là sushi đủ thứ hết. Thì quý vị hãy xem thằng là tôi làm cái món ghiền em. Ghiền em như thế nào đúng không? Và thưa quý vị, đây là nồi, nồi lèo nước phở. Bây giờ tôi bật lửa lên, tôi sẽ cho nó sôi lên cho nó thật nóng. Chút nữa tôi sẽ có cái nồi nước lèo. Và bên cạnh nồi nước lèo thưa quý vị, thì tôi bắt đầu tôi luộc bánh phở. Bánh phở đó, hồi xưa mẹ tôi luộc là khi là nước nó sôi rồi mới bỏ bánh phở vô. Nhưng đời của tôi nghiên cứu lại thì khác. Tôi phải nói rằng là luộc bánh phở từ lúc nó lạnh. Từ lúc nó lạnh mà luộc lên đó là đúng như bánh phở. Tùy loại bánh phở, nó vừa sôi xong khoảng chừng mấy phút nó chín đó, là mình tắt nó, rồi mình xả nước thì nó rất là tươi. Còn nếu mà mình luộc lên từ cái lúc mà nó sôi á, thì cái bánh phở nó không có dai, nó dễ bị gãy. Còn nếu mà muốn cho bánh phở nó được dai á, là phải luộc từ nước lạnh lên. Trong lúc luộc á, thì cho chút xíu muối thôi, cho chút xíu muối nó thấm vô, nó sẽ dai cái bánh phở. Rồi quý vị, khi mà nó sôi xong á, là khoảng vài ba phút rồi tắt lửa để cho nó thấm với cái giấy, xong rồi mình xả nước lạnh liền, rồi để ngoài sỏ đó cho nó cái rổ đó cho nó ráo nước, thì bánh phở nó giống như tươi vậy, giống như đi ra ngoài mua vậy mà rất là ngon thưa quý vị. Bây giờ là tôi hầm tôi nấu cái bánh phở cho tôi. Cái này nó nở ra thì chắc khoảng được 2 người ăn rồi, bảo đảm. Mà tôi cũng dự trù được 2 người, ai có đi ghé qua thì cũng có ăn được ha. Bắt đầu nồi nước phở tôi hầm nó, tôi đã lấy cái nước xương ra rồi,
hết rồi, bây giờ là có bánh phở. Xin mời quý vị đợi chút xíu nữa nha, là chúng ta có tô phở. Trong lúc có đang ấy gì là bắt đầu uống cà phê rồi đọc báo rồi gì vân vân. Và kính thưa quý bà quý vị, trong lúc mà đợi nồi phở thì mình mang sách báo ra đây mình đọc, rồi đọc thư từ, đọc đủ thứ hay đủ sự hay uống cà phê. Hôm kia đó ông anh ở Hà Nội á, ông text cho tôi cái câu là chứ nhà vệ sinh xin chào ông nhà bếp, nhà vệ sinh tức là ông về Việt Nam, tôi nói ông ngày tắm 3 lần đó thưa quý vị, 3-4 lần ông rất sạch sẽ, ông làm vệ sinh cả ngày cho nên ông gọi ông là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh xin chào nhà bếp. Nhà vệ sinh từ Hà Nội xin chào nhà bếp ở Houston. Đó, nhà bếp là tôi. Tôi lây hoay trong bếp lúc nào được hết. Rồi bây giờ tôi bật computer ra, tôi đọc sách, đọc báo thôi quý vị. Và thưa quý vị, bánh phở nó đã luộc xong á, nó vừa mới chín, đừng có để nó bở ra mất ngon, nó phải dai. Nó dai bánh phở thì phải mình xả nước lạnh, xong mình để cho nó ráo bánh phở. Quý vị thấy trong từng này là đủ hẳn 2 người ăn rồi, bánh phở này là ngon rồi, dai rồi, đó. Rồi đợi cái nước phở gà nó nằm bên kia nó đã sôi, tôi đã để riu lửa rồi. Quý vị thấy rồi đó, nước phở gà nó đã riu lửa lên. Cái mùi táo tàu và cái mùi cánh hồi nó lên thơm lắm thưa quý vị. Ôi, và mùi sả nữa, cái sả này nó đuổi mấy con virus đi thưa quý vị. Đây giờ mình lấy cái để cho nó riu riu, hồi nữa là mình có nồi nước phở, ta cùng nhâm nhi tô phở gà hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, đi qua bên Nhật cũng như qua Đài Loan hoặc qua Trung Quốc thì lúc đầu trước khi mà ăn cái món nóng thì họ cho mình ăn cái món lạnh, nó gọi là âm dương giao hòa. Thì họ cho mình ăn cái món sushi hay là sashimi. Cái này gọi là sashimi, tức là nhất bào ngư thì có bào ngư đây rồi. Thưa quý vị, đây là bào ngư. Như hôm nay tôi cũng không có vi cá, cũng không có con ốc vòi voi. Và con ốc này là ốc, nó gọi là Arctic clam, ốc miền Bắc. Cực rồi ăn theo kiểu của sashimi. Rong biển, đây là rong biển này, thấy không? Rồi quý vị đã thấy rằng là xì dầu ấy vậy là cái này là bá cháy thưa quý vị. Ăn cái này nó gọi là ăn âm trước, rồi chút nữa thì mới ăn dương, là âm dương giao hòa đàng hoàng. Dương thì ăn phở, mà phở gà nó nóng lên á thì nó tuyệt vời lắm, nó gọi là món kiền em của ông Hùng nha. Bây giờ tôi xin quý vị xem cái mặt của tôi ăn cái món âm trước rồi chúng ta ăn món dương nha. Đây là theo nguyên tắc thưa quý vị, là ăn món âm trước. Món ăn âm á, thì là lấy cái gì này nè, cái đưa gì đó, rồi rong biển, thấy không? Chấm với cái này, ui dồi ôi bá cháy. Xì dầu với bào ngư, không bào ngư mà làm cho nó ngon, đây là bào ngư tươi nè thưa quý vị. Bào ngư ngon quá, tuyệt vời, ngon ớt là ngon, uống chút rùi thuốc, cái rùi tỏi á. Ngon quá. Uống rượu tỏi vô cái này là trị bệnh, là cái này là đủ thứ bệnh rồi, chạy hết. Covid chạy hết. Thêm miếng bào ngư nữa nha thưa quý vị, bào ngư. Bào ngư nhất, bào ngư nhì vị cá phải không? Tôi vi cá mập á. Mấy chị ở dưới làng chài á, tặng tôi từng bao nhiêu vi á. Ừ.
Rồi có ốc tay, ốc tai ấy ở phía Bắc Cực mà thưa quý vị. Ngon, cái này đã bảo bá cháy ha, ngon không? Ừ. À. Cái này được gọi là ăn âm trước thưa quý vị. Ăn âm trước. Ừ. Cho nên cái món này á, là nhiều mà người biết ăn sashimi á, ghiền lắm thưa quý vị. Ghiền em mà. Này là rong biển. À. Ghiền em. Nọ ghiền má. Cho nó ghiền cha. Mà nó phải cùng họ mới được. Xong nó ghiền em. Ghiền má là má ghiền là miếng gà. Ghiền cha là gà chiên, không? Gà chiên, cánh gà chiên bơ. Giờ đến ghiền em, cũng phải ghiền em chứ, nhưng mà cũng phải họ à, gà gà. Cho nên là thứ nhất là âm và dương kết hợp với nhau. Âm thì ăn cái món âm là bào ngư, rồi cánh tai tượng, đủ thứ hết không? Bào ngư, vị cá, ăn sashimi, rồi ăn phở gà. Phở gà cũng là gà cả, ba gà mà, gà với nhau là tam ghiền mà. Chút nữa là bưng cái tô phở gà ra. Trước khi mà bưng cái tô phở gà ra, thưa quý vị, tôi kể chuyện cho quý vị nghe câu chuyện. Tôi có cái anh bạn luật sư. Anh mới gửi cho tôi một cái tin nhắn, nói là cho anh Hùng ơi, em thì quý anh Hùng lắm mà nghe nói anh Hùng là treo cờ đỏ sao vàng rồi anh Hùng mới đủ thứ hết. Người ta nói anh Hùng cái này cái nọ có đúng không? Thì tôi có text lại cho anh ta, tôi bảo là chứ cứ coi cái clip mà tôi treo cờ đỏ sao vàng lên, tôi không tố chối bây giờ hết á. Không biết người ta coi không, người ta lại text lại cho tôi bảo là chứ anh Hùng ơi, em thấy rằng anh Hùng nên treo hai cờ, cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ. Đó không phải là tính tôi chỉ nói nha, thôi tắt lại mà. Một cờ thôi, đứng phía nào đứng một phía thôi. Mình nhận ra được cái gì đó thì mình dám chơi, dám chịu. Chính nghĩa thì mình đứng một phía, không có học có hai phía. Không có chàng hãn. Chàng hãn là không có được nha. À. Rồi anh ta cũng text lại tôi rõ là nha, em chưa coi hết clip của anh Hùng mà thôi thì anh Hùng nói, anh Hùng vừa quyết định là thôi thì sao giờ. Em đề nghị với anh Hùng, chắc anh Hùng khổ lắm ha, anh Hùng khổ lắm, nhưng mà mấy người nói rằng là chứ anh Hùng bây giờ giàu lắm, giàu lắm. Nghe nói Việt Nam trả tiền cho anh Hùng nhiều lắm, tức là vì anh Hùng treo cờ đỏ sao vàng mấy Việt Nam trả anh Hùng nhiều tiền lắm. Anh Hùng bị mua chuột rồi, tiền nhiều vô cùng. Tôi tắt lại cho anh ta bảo được chứ, tôi làm chỉ vì lương tâm thôi, nhưng mà tiền không biết ai trả thôi, tôi chưa biết. Tôi bây giờ chỉ YouTube trả tôi tháng mấy ngàn vậy thôi, tôi có nói thiệt, không? Tháng mấy ngàn chứ mấy ông nội Việt Nam mà bảo là tôi trả tôi không có đâu. No, never, ever. Tôi làm theo lương tâm của tôi, thưa quý vị. Đó là cái người bạn làm luật sư. Họ tìm hiểu như vậy thì tôi cũng nói thiệt. Bây giờ như vậy nè. Hôm nay là cái món gọi là cái món ghiền em. Tại vì có một người thách tôi rằng là cho anh làm cái món ghiền em đi. Anh phải làm cái món ghiền em mà em thấy được nó thuyết phục thì em mới phục anh. Ghiền em thưa quý vị, nó phải có yếu tố. Yếu tố thứ nhất là có âm và có dương. Âm dương là phải là kết hợp được với nhau mới gọi là ghiền được. Còn âm đứng mình không được, dương đứng mình cũng không xong.
Cho nên là tôi phải làm theo cái món gọi là âm dương kết hợp. Thì tôi có người bạn, mấy người bạn chứ không phải một người bạn. Nào là mấy ông đại sứ Nhật, bây giờ làm đại sứ bên Thụy Điển rồi Thụy Sĩ nữa. Rồi đại sứ Đài Loan, Nam Dương, Indonesia. Tới nhà tôi. Tới nhà tôi chỉ vì vài một vài món mà ở ngoài không có. Đó không nói giỡn quý vị, đó nói thiệt á. Thí dụ như là cái bào ngư này mà tôi làm kiểu này á, nó rất là tươi mà nó giòn mà nó dai rồi nó sặc sặc này á, bào ngư, không? Còn con quế đất á thì nó viết là tiếng Anh bằng GEO. GEO thì mấy ông không biết được, nó gọi là đọc GEO đất. Đất thì họ viết là chữ D. Nhưng mà thực sự GEO thì phải phát âm theo kiểu của người Hán. Chữ Hán á, nó là quê, tức là quý. Quê là quý. GEO là quý chứ không phải là GEO đâu, mà GEO mấy ông mà gọi là GEO là không hiểu gì hết về vấn đề mà gọi là ấy. Họ viết chữ GEO ra ngoài mà mua đó thì thấy con GEO thì nó là con quý đắc, nó gọi là quế đắc, là con quý đắc. Quế GEO là quế, tại vì viết theo cái kiểu của người Hán đó, nó gọi là quế quý đắc. Con quý đắc là tức là con ốc và voi đó, thưa quý vị, nó mắc lắm. Bây giờ nó đã qua vượt qua mặt con bào ngư rồi. Hồi xưa là bào ngư là mắc nhất, bây giờ là con ốc và voi là mắc nhất. Một cái dĩa ốc và voi á là cả ngàn đô như chơi, không? Hồi tôi qua bên Thượng Hải đó, họ bắt một con ốc và voi họ bán cho quý vị, mà ra ngoài dĩa, ngoài nhà hàng á, nó thái ra, họ thái sống ra đó, là khoảng chừng 400 đô và thêm một cái ly rượu chát nữa thôi, hay là không ly rượu xanh, là rượu trắng á, thành mấy ngàn đô. Rượu nó còn mắc cũng ngang ngửa như vậy thôi quý vị. Đó là con quý đắc. Quý đắc tức là con ốc vòi voi. Để cho những ai mà chưa ra ngoài quốc tế mà cứ tưởng rằng con chiêu đất gì cơ, con vịt chiêu là cái gì, không phải, nó phải là vịt chiêu, tại nó viết cái chữ đất là con vịt, rồi chữ dio chiêu tức là mấy người không hiểu rồi bảo là con vịt chiêu, không, nó là con quý đất. Con quý đất tức là cái con ốc vòi voi. Hồi xưa ốc và voi nó rẻ tiền hơn con bào ngư nó gọi là abalone, không, con này con abalone, không, hồi xưa nó rẻ hơn. Nhưng bây giờ nó vượt xa con abalone rồi, tại vì nó ngon quá, nó ngon thiệt. Tôi đang ăn abalone thưa quý vị. Tôi nhớ mấy người bạn của tôi tại Thượng Hải mời tôi á, một con ốc vòi voi á, họ thái thật mỏng rẻ bỏng mong, họ để lên cho một cái dĩa mỏng ơi là mỏng, chắc một hai con gì đó, mà họ nói với tôi là khoảng mấy ngàn đô. Đúng vậy, đó ở tại Thượng Hải mắc thiệt, ông nhận đúng, mắc chắc về Việt Nam mắc y hệt vậy thôi. Đương nhiên đồ hải sản ở Việt Nam và gì đó, tôi coi tính giá con ốc vòi voi con ấy bây giờ là mắc hơn bên Mỹ. Con ốc vòi voi ở bên Việt Nam, ở tại Đà Nẵng tôi coi giá là khoảng chừng 3 triệu Việt Nam còn sống. Còn nếu mà đưa lên trên bàn rồi chắc là không là bao nhiêu tiền. 3 triệu tức là khoảng chừng 180 đô là đúng rồi. Cái đó là giá đúng. Cái đó là đúng, tôi không có nói cãi nhau quý vị. Nó đúng quá trời nữa không? Thế con đó nó cũng là âm hết. Tất cả đều là âm. Không? Âm.
là con này con bầu ngư. Thì tôi về tôi làm cho, tại vì bà xã cũ của tôi á, bà thích mấy cái món đó, tôi làm cho ăn xã vàng, thang thấy cơm cũng được nữa, cái đường đó. Tại tôi mua một con đây khoảng chừng có 100 đô à, một con có 200 đô à. Còn con bào ngư này tôi mua một con nhỏ thì khoảng chừng 5-70 đô, bao nhiêu đâu, cái này có ăn không. Một con có 70 đô mấy, ăn xả vàng. Mà bà xã tôi bà thích cái con ốc vòi vòi hơn. Cái đó đúng, đương nhiên rồi, tại nó thơm, nó cái mùi của vị của nó uống cái này ngon lắm tôi vị. Cái đó là âm. Bây giờ là mình bước sang dương. Dương thì bây giờ là hôm nay làm gà, phở gà. Phở gà thì ăn theo kiểu Việt Nam chút xíu phở gà. Tại vì quý vị mà ăn cái này xong là âm mà ăn xong phở gà nó ngon lắm. Mà họ Nhật, người Nhật họ mê cái này lắm. Ở tại Quảng Châu á, phở gà, cái phở mà tôi nói rằng là chỉ đứng xếp hàng dài, chỉ một ngày chỉ được có 1.000 tô đó hả, đứng xếp hàng dài dài. Phở gà, phở bò gì không biết, nhưng mà phở là số 1. Sau khi ăn được cái món, mấy cái món hải sản này tôi vừa nói, thì ăn tiếp cái phở gà nó tuyệt vời. Tôi có ông bạn là ông Daniel Lau và vợ ông là bà Julie, ông là bên phía Đài Loan á. Ông bây giờ ông làm đại sứ bên Đài Loan, có bên Thụy Điển á. Vợ ông và ông nói tới nhà tôi chỉ ăn cái món thứ nhất yêu cầu. Chứ còn món gì? Là ông Hoàng Duy Hùng, A Hoàng á, làm cho cái món bào ngư vi cá. Hay là không, thứ nhất là ốc vòi vòi và bào ngư. Đó là yêu cầu của, đó là yêu cầu requested đàng hoàng chứ không? Ăn cái này trước. Hôm nay tôi không có bào ngư, tôi không có ốc ốc vòi vòi, tôi chỉ có bào ngư thôi. Và thay vì cái đó thì tôi có cái clam thôi. Thứ nhất là phải có phải có ốc vòi vòi. Thứ hai là bào ngư. Ốc vòi vòi mà tôi làm là tuyệt vời lắm. Tôi rất ốc vòi vòi tư và tôi làm ngon lắm. Cái này là vợ cũ tôi biết mà, nó thiệt với vị, không nó xạo đâu. Ghiền cái món của tôi. Nam Dương tại Hàn. Mấy anh tòa tổng lãnh sự đó là mê tôi, tại tôi nấu ăn. Thế nè, thứ nhất là bào ngư. Thứ hai là con ốc vòi vòi, nhưng bây giờ đổi ngược lại là ốc vòi vòi đến bào ngư. À. Ăn xong á, cái đó rồi á, cái này nó gọi là sashimi thưa quý vị. Cái này không phải là sushi. Hôm nay không ăn sushi, ai mà nói ông ăn sushi là đó người đóng biết. Hôm nay ông ăn sashimi. Ăn sashimi này xong á, và thêm một cái tô phở, phở gà nó ba cháy, trời ơi là trời. Nó ấm dương, nó kết hợp lại, nó ghiền em là chỗ đó. Đó là lý do tại sao nó ghiền em. Bây giờ quý vị hãy xem cái tô của tô phở gà của tôi nhé. Phở gà chính hiệu. Phở gà chính hiệu hôm nay. Hôm nay không có pha bất kỳ một cái gì khác. Không có pha bò, không có pha gì hết. Hôm nay là phở gà chính hiệu. Từ trong tủ lạnh ra. Và thưa quý vị, cái nồi sauce phở gà đó, từ sáng tôi có đã làm cho quý vị. Tôi bỏ 3 cái trái táo tàu, rồi là những cái gì khác như là cánh hồi đủ thứ vân vân. Và tôi bỏ để cho nó ra cái vàng vàng như là cánh gà, ha, mứt gà phở gà nè. Để rồi tôi múc vô trong cái tô phở gà. Đây, cái tô phở gà nó nằm bên cạnh. Đó. Đây. Mà nếu mà quý vị mời khách á, mà nếu mà mời như vậy á, sau khi ăn sashimi rồi á, mà nó được cái này xong là nó tuyệt vời lắm thưa quý vị. Gà đó, hôm nay tôi không có lòng trứng non được là tại vì á, là phở gà lòng trứng non thì là tuyệt vời nhất. Nhưng mà tại vì quý vị biết rồi, Covid-19 tôi làm sao có trứng non được. Cho nên
chỉ có phở gà. Phở gà còn phải ăn đúng theo kiểu của Việt Nam. Nói cho họ hiểu kiểu Việt Nam nào là ăn ngò gai, ăn giá, đủ thứ gì nó bá cháy thật. Trời ơi, cái món này nó gọi là cái món ghiền em. Âm dương giao hòa ghiền em, tuyệt vời thưa quý vị, thấy không? Rồi, quý vị thấy không? Đó. Bây giờ tôi múc cho đàng hoàng, thấy không? Âm dương giao hòa ghiền em. Cái ai đó mà thách tôi rằng là chớ đố anh Hùng làm cái món ghiền em á, thì em mới phục. Thì bây giờ hôm nay tôi làm cái món ghiền em có phục anh chưa? Và kính thưa tất cả quý vị khán giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chúng ta ăn, tiếng Mỹ nó gọi là brunch, tức là breakfast and lunch, tức là giữa sáng giữa trưa. Nhưng mà ở ngoài trời đó thì tôi thấy mây nó kéo sịch hết rồi, chắc chắn là sẽ phải mưa to gió lớn, vì hôm nay bão Hana đã kéo tới Texas. Bão Hana đánh xuống dưới Corpus Christi cách đây khoảng chừng gần 300, hơn 300 mile, tức là khoảng chừng 550 km. Nhưng mà đây là cái vòng ngoài, và dự trù là mưa to, gió lớn, sấm sét rầm rầm, nên là chắc chắn là sẽ có mưa to, gió lớn. Và mưa to, gió lớn thì tải clip lên rất là khó. Thâu xong rồi mà tải clip lên nhiều khi cả 8 tiếng chưa chắc có. Cho nên là tôi cứ việc thâu, rồi tôi cứ việc tải. Khi nào quý vị thấy được thì quý vị xem, đúng không? Ăn xong cái này xong rồi, tôi nghĩ chút xíu rồi tôi làm cái clip nó gọi là của Việt Nam. Đó là về vấn đề ngày tối thời sự đó, thời sự ngày 26. Tôi cũng sẽ tải lên về Covid-19 khắp thế giới và tại Việt Nam như thế nào. Thì xin thưa quý vị, đó là cái món gọi là ghiền em phở gà cộng với sashimi. Ai nói gì thì nói, nhưng mà ngon lắm quý vị. Phở gà này mà làm đúng như vậy á, tôi nếu mà còn có giờ là trứng non á, là nó ra nó bá cháy lắm nha. Hẹn gặp quý vị chút xíu nữa thôi. Nếu mà clip nó được tải lên kịp do mạng, mà mạng thì hôm nay là do ông trời, là tại vì bão Hana đánh vào Texas. Có hay không thì quý vị ráng đợi, chứ tôi không có nói được. Mà ăn cái này xong thì thay thế cả ngày được rồi thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị.